Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Chứng khoán System, một cái kênh mà mình lập ra để chia sẻ cho các bạn một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, nhất quán, có cái kỳ vọng dương để làm sao chúng ta có thể đạt được cái lợi nhuận siêu hạn và ổn định trong dài hạn. Đây là một cái mục tiêu lớn, cho nên là bản thân mình có cái sự làm việc cùng với các bạn liên tục trên cái kênh của mình. Và ngày hôm nay thì cũng dựa trên cái nền tảng đó là cái hệ thống giao dịch theo đà tăng trưởng. Đứng dưới góc nhìn của hệ thống giao dịch theo đà tăng trưởng, mình sẽ review cho các bạn một cái cổ phiếu mà nó xuất hiện cái điểm mua ngày hôm nay, đó là cổ phiếu VKC. Và chúng ta sẽ cùng nhau set up cái điểm mua này làm sao mà đầy đủ các yếu tố hết, các yếu tố nhất của một cái điểm pivot, của một cái điểm mua, thì chúng ta cần phải kiểm tra các yếu tố như thế nào. Và sau khi chúng ta đã kiểm tra các yếu tố đó ok rồi thì chúng ta set up quy mô vị thế và tất cả những vấn đề khác giống như stop loss và setup về đồ thị là như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái cổ phiếu VGC mà đã xuất hiện cái điểm pivot, hệ thống của mình đã kích hoạt cái điểm pivot ngày hôm nay, để mình chia sẻ cho các bạn về cái cách mà setup hệ thống cũng như là trực tiếp về cái cổ phiếu VGC này các bạn. Và mình hy vọng rằng ngoài cái việc mà các bạn tham khảo được một cái cổ phiếu, cái cách setup một cái cổ phiếu, thì các bạn cũng copy luôn được cái tư duy để chúng ta setup một cái cổ phiếu là như thế nào, một cái điểm mua là như thế nào. Có thể các bạn có một cái hệ thống khác, các bạn theo một cái hệ thống khác. Tuy nhiên, với bản thân mình, với một cái tư duy như thế này, nó có thể áp dụng cho bất kỳ hệ thống nào. Và khi mà các bạn copy được cái tư duy đó thì bổ sung vào cái hệ thống của các bạn, thì mình tin rằng cái hệ thống của các bạn nó sẽ strong hơn rất là nhiều và nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn rất là nhiều các bạn. Và mình sẽ đi hai file và mình hy vọng rằng các bạn sẽ quen thuộc với cái file này. Cái file này là cái file mà mình sẽ đi song song với cái đồ thị. Trước đây thì mình chỉ có cái đồ thị thôi, mà bữa nay mình đã thêm được cái file này. Và cái file này rất là trực quan các bạn, nó có số liệu cụ thể. Còn đây chúng ta sẽ có một cái đồ thị, và trên đồ thị chúng ta cũng thể hiện được các cái thông số, các cái mốc cụ thể. Và hôm nay thì mình sẽ kết hợp hai cái file này để mà mình chia sẻ cho các bạn về cái điểm mua cũng như cách setup tất cả mọi thứ là như thế nào nha các bạn. Rồi VGC thì vào cái phiên sáng các bạn, ở trong cái nhóm cộng đồng của mình, thì mình đã lưu ý rằng là có hai cổ phiếu là bản thân mình rất là quan tâm, đó là VGC và TBI. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì khi mà thị trường mà nó downtrend các bạn, sáng nay thị trường đã có lúc nó giảm giá đâu đó khoảng 0.6%. Và mình thấy được rằng là hai cổ phiếu này tuy là thị trường giảm như vậy, nó vẫn thể hiện được cái sức mạnh của nó các bạn. Vào cái lúc đó nó vẫn rất là tốt các bạn. Các bạn coi cái đồ thị của nó này. Vào cái thời điểm mà đây cái phiên sáng đâu đó vừa kết thúc cái phiên sáng các bạn, các bạn thấy được rằng là VGC nó đang ở đâu đó 1.51%, trong khi thị trường đang ở cái mức giảm. Thì mình thấy được cái sự tích cực của cổ phiếu này các bạn, và mình chia sẻ với các bạn trong cái cộng đồng, đó là hai cổ phiếu này, hai cổ phiếu mình follow vào phiên chiều. Và khi mà đúng như cái dự đoán của mình các bạn, khi mà có thị trường nó có sự hồi phục trở lại, thì cổ phiếu này đã thể hiện được cái sức mạnh của nó. Các bạn hãy tưởng tượng rằng đó là khi mà thị trường mà nó xấu các bạn, mà những cổ phiếu nào mà nó vẫn uptrend ấy, thì thường những cổ phiếu mình rất hay để ý đến những cổ phiếu đó. Nó phải có một cái lý do gì đó thì nó mới có thể tăng giá, mới có thể uptrend vào cái thời điểm đó được các bạn. Đó, việc mà thị trường tăng, cổ phiếu tăng là chuyện hết sức bình thường. Cái điều đó nó không tạo ra một cái điều đặc biệt. Tuy nhiên, nếu mà cổ phiếu có cái sự phân kỳ với thị trường thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải để ý, cần focus. Nhất là với những cổ phiếu mà nó thỏa mãn đầy đủ các yếu tố của hệ thống mà như mình đã chia sẻ với các bạn, giống cổ phiếu VGC hiện tại. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đi từng cái yếu tố một các bạn nhé. Khung thời gian mình sẽ để là khung thời gian ngày. Đó, như mình đã chia sẻ là vấn đề market cap là một phần trong cái hệ thống của mình. Và mình tìm được cái vùng mà có market cap tối ưu, và mình chứng minh được cái vùng đó là nó có thể xuất hiện những cái cổ phiếu, những siêu cổ phiếu. Những cái vùng nào là vùng tối ưu, mình biết được cái điều đó. Và cái việc mà số 1 hay trừ 1 hay là 0 thì nó để mà mình đánh giá nó ok hay không thôi các bạn. Nó là một cái quy ước thôi. Đó, một có nghĩa là khi mà mình check cái market cap này, nó nằm trong cái zone của mình. Đó, và điều đó nó giúp mình đánh giá được đây là một cái market cap, một cái cổ phiếu mà có market cap ok thuộc hệ thống của chúng ta. Thứ hai là tất cả các cổ phiếu mà mình theo dõi nó đều phải thỏa mãn cái mô hình xu hướng. Thì các bạn nhìn sơ qua các bạn cũng có thể thấy được cái mô hình xu hướng ở trong đây các bạn. Rất là dễ thôi, các bạn hoàn toàn có thể thấy được. Và nếu các bạn, mình hoàn toàn có thể kiểm tra được nó các bạn. Kiểm tra của nó cũng rất là dễ. Mình có một cái pie editor nó như thế này. Đó, thì khi mà mình thêm cái chỉ số này vào các bạn,
sorry các bạn, mình không có để ở đây. Đó thì mình có một cái pie script đó để mà mình chúng ta có thể chất được 7 tiêu chí đầu tiên của mô hình xu hướng. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn vào như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được còn 7 tiêu chí của mô hình xu hướng nó như thế nào. Thì các bạn có thể vào cái kênh của mình, và ở trong đó mình có một cái một vài cái video mà mình chia sẻ rất là nhiều về các cái tiêu chí của mô hình xu hướng rồi nha các bạn. Rồi, cổ phiếu này hoàn toàn thỏa mãn cái tiêu chí, đó là nó thỏa mãn cái mô hình xu hướng các bạn. Tiếp theo là gì? À, mình phải luôn trả lời được cái câu hỏi là cổ phiếu này có thật sự là cổ phiếu có nền tảng hay không, hay là một cổ phiếu mà đang âm, cái bức tranh tài chính của nó rất là tiêu cực mà nó vẫn tăng giá. Mình không bao giờ mình follow những cổ phiếu như vậy các bạn. Đó, mình phải kiểm tra được rằng là cái cổ phiếu này có thật sự là cổ phiếu có nền tảng hay không. Và sau khi mình kiểm tra ấy, thì mình có cái file và có cái cách kiểm tra các bạn. Đó, thì mình thấy được rằng ấy là nó sẽ có hai cái điều tiêu cực. Cái điều tiêu cực đầu tiên là các bạn có thể thấy được rằng ấy là cái ước tính doanh thu và lợi nhuận của VGC năm nay so với năm trước thì nó có sự chênh lệch rất nhiều, và cái ước tính của cái năm nay so với thực tế của năm trước nó cũng có sự chênh lệch. Thực tế nếu mà các bạn thấy cái bức tranh này vào đâu đó vào cái thời điểm mà nó công bố báo cáo, các bạn công bố cái ước tính này thì nó rất là tiêu cực các bạn, nhất là cái ước tính mà cái bức tranh ước tính của năm nay so với cái thực tế của năm trước mà nó lại giảm, thì cái này là cái điều tiêu cực mà chúng ta không muốn thấy đó. Tuy nhiên cái này là nó có từ đầu năm rồi các bạn, vào thời điểm hiện tại nó đâu đó nó trải qua 3 quý rồi. Tất cả những cái này là chúng ta quan tâm ở cái giai đoạn đầu nó nhiều hơn, còn vào thời điểm hiện tại thì cái yếu tố này nó đã được thể hiện vào giá rồi các bạn, nó không còn cái gì bất ngờ và không còn cái yếu tố mà tiêu cực ở đây nữa đó. Cho nên là cái việc mà cổ phiếu này có cái yếu tố như thế này là chuyện bình thường, và bạn thấy mình có thể bỏ qua được cái tiêu chí như thế này các bạn. Cái thứ hai đó là cái EPS của quý gần nhất nó đang âm, và cái điều này thật sự là mình không muốn thấy ở những cái cổ phiếu của mình các bạn nhé. Tuy nhiên mình luôn luôn đứng dưới góc nhìn của hệ thống. Hệ thống của mình gồm rất là nhiều cái yếu tố khác nhau đó, và chúng ta có một cả một cái checklist như vậy, và khi mà có những cái yếu tố mà nó vi phạm các bạn, những EPS của quý gần nhất nó vi phạm, thì bản thân mình sẽ phải tự hỏi rằng là nó còn có nhiều cái tiêu chí khác mà nó vi phạm hay không. Nếu nó không thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc trong cái việc mà chúng ta thêm cái vị thế của cổ phiếu này. Đó, làm sao mà có bức dễ gì mà có bức tranh perfect được các bạn. Hoàn hảo, chúng ta tìm một cái bức tranh hoàn hảo nó không dễ. Đó, tuy nhiên cái bức tranh quan trọng nhất vẫn là cái bức tranh kỹ thuật. Nếu bức tranh kỹ thuật ok thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc với một cái vị thế nhỏ. Nhỏ là bao nhiêu? Nhỏ là khoảng 5-10% thì gọi là nhỏ. Cái 5-10% tài khoản các bạn, chúng ta bổ sung một vị thế nhỏ vào cái cổ phiếu này. Đó, nếu mà có EPS của quý gần nhất ok thì chúng ta có thể tăng cái vị thế lên 15-20%. Đó, có kế hoạch cho những cái điều đó hết các bạn. Rồi, và mình kết luận rằng cái cổ phiếu này dựa trên tất cả những cái tính toán của mình, hệ thống của mình kết luận là nó là cái cổ phiếu có nền tảng, chứ không phải là một cổ phiếu bơm thổi hay là một cổ phiếu mà không ăn nên làm ra gì các bạn. Đó, và cái điều này nó lọt qua bức tranh về mặt cơ bản của mình. Cái thứ hai đó là cái chỉ báo ATR. ATR có nghĩa là đây là một cái chỉ báo mà đo cái độ biến động các bạn, và mình quản lý toàn bộ hệ thống dựa trên cái chỉ báo này, không phải là phần trăm nha các bạn. Rồi, và mình thấy được rằng cái mẫu hình hiện tại nó là cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm các bạn. Các bạn thấy được rằng đây là cái cốc này, đây là cái tay này, nó rất là rõ ràng. Và một cái điểm pivot vượt qua cái quai như thế này là rất là chuẩn. Đó, thì đây là cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm rồi các bạn. Nó sẽ như thế này. Và mình nó luôn luôn là một trong những cái biểu đồ, một những cái pattern mà bản thân mình rất là focus vào các bạn. Nó luôn luôn thể hiện được cái sự chiến thắng của nó khi mà ráp vào cái hệ thống của mình. Cho nên là mình rất hay để ý đến cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm khi mà mình quan sát thị trường. Đó, giống như là cái cổ phiếu APG trước đây này, mình đã có được quả lợi nhuận rất là lớn cũng dựa trên cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Và hiện tại cổ phiếu VGC thì mình cũng đã thấy được nó có cái mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Rồi, những cái thông số của cái cốc đó, cái bụng. Rồi, cái thông số của cái nền giá các bạn. Cái này là cái rất là quan trọng các bạn. Nó với mẫu hình chiếc cốc tay cầm thì nó được coi là cái quai các bạn. Nó được coi là cái quai đây các bạn này. Cái vùng này. Thì cái thông số ở cái vùng này rất quan trọng. Nó phải thể hiện được rằng là nó có sự hấp thụ một cách cạn kiệt cái lượng cung đổ vào thị trường và tạo nền tảng cho cái điểm pivot. Mình muốn thấy cái điều đó. Và mình muốn sau khi đó mình xác định được hai cái đường rất là quan trọng. Thứ nhất là cái đường support cuối cùng các bạn, cái đường support dưới đây là cái đường support của cái
của cái nền giá tích lũy cuối cùng này các bạn. Cái thứ hai đó là một cái gọi là cái đường kháng cự yếu nhất, mình xác định dựa trên hai cái đường nó như thế này. Đó, thì khi mà nó vượt qua hai cái đường kháng cự yếu nhất này, một cái đường trend, một cái đường kháng cự này, thì lúc đó nó thỏa mãn ý các bạn, và mình xác định được hai cái điểm này, hai cái đường này dựa trên cái đồ thị nó như vậy, đúng không ạ? Rồi mình sẽ kiểm tra được rằng cái này là kết thúc phiên chúng ta mới kiểm tra được các bạn nhé. Đó là chúng ta kiểm tra về cái điểm pivot nó có thật sự chuẩn hay không. Nhưng mà trong phiên chúng ta sẽ kiểm tra được cái điều gì? Chúng ta sẽ kiểm tra được cái khối lượng. Cái khối lượng, mục tiêu khối lượng của mình là bao nhiêu? Là lớn hơn 150%, đúng không ạ? Thì các bạn quay lại cái biểu đồ vào cái thời điểm đó, các bạn thấy được rằng mới kết thúc phiên sáng thôi, nó đã đâu đó khoảng 150% rồi. Thì khi mà chúng ta dự phóng khối lượng cho cả ngày, thì các bạn có thể biết được rằng là cái khối lượng nó rất là vượt trội. Và khi mà kết thúc cái phiên ngày hôm nay, nó đã đạt 394% của khối lượng, rất là tuyệt vời. Đó, cái điều này nó cho chúng ta một cái thông số, đó là cái này nó không phải là người thường mua, mà nó phải là một nhà đầu tư tổ chức, một nhóm nhà đầu tư tổ chức, hoặc là thị trường rất cái lượng cầu nó rất là lớn ở chỗ này, và chúng ta muốn thấy cái điều đó. Những cá mập, những nhà đầu tư tổ chức là những người mà bảo vệ vị thế của chúng ta, không phải chúng ta các bạn nhé. Những nhà đầu tư cá nhân không làm được cái điều đó, và chúng ta phải thấy được cái dấu chân của cá mập, và chúng ta mua vào cái thời điểm đó là hợp lý, và chúng ta có lợi thế ở chỗ đó. Rồi, sau khi mà kết thúc phiên, chúng ta phải đánh giá được là nó đóng cửa tốt hay xấu. Và cái này nó hoàn toàn đóng cửa rất là tốt các bạn. Và mình đánh giá là trên 67%, có nghĩa là đóng cửa trên 67%, 1/3 cái phiên đấy các bạn, đóng cửa phía trên 1/3 phiên thì đóng cửa tốt. Và hiện tại nó đóng ở đâu đó gần đỉnh luôn các bạn, thì nó đóng cửa rất là tốt. Rồi, cái tài khoản mình đang giả định là nó như vậy các bạn, nó là tài khoản 100 triệu và hiện tại chúng ta đã có số vốn là đâu đó khoảng 122 triệu và mình sẽ lấy số vốn này. Và cái phần trăm mà mình phân bổ cho cổ phiếu này trên tài khoản là 10%, mà thường mình lấy con số này cố định các bạn nhé. Cái này nó phụ thuộc cái bài toán của từng các bạn. Rồi, cái stop loss tối ưu. Rồi mình sẽ tìm các cái thông số về mặt định hướng nó như thế này các bạn. Mình xác định như thế nào? Rất là dễ, nó như thế này. Thứ nhất, mình có cái đường kháng cự yếu nhất rồi các bạn, đúng không ạ? Và mình lấy thêm 0.5 ATR là mình xác định được cái stop mới bản thân mình là cái stop tối ưu là ở tại đây, đúng không ạ? Và sau khi mà mình đã xác định stop tối ưu thì mình hoàn toàn xác định được cái vùng pivot zone. Vùng pivot zone trên đây các bạn này. Đó, thì vào cái như đây. Thứ nhất là các bạn thấy được rằng là cái stop của mình sẽ dựa trên hai cái điều. Thứ nhất là mình kiểm tra cái yếu tố đó là cái phần trăm này nó nhỏ hơn 3 ATR và nhỏ hơn 10%. Cái nào đến trước mình sẽ lấy cái đó. Vào cái trường hợp này các bạn có thể thấy rằng 3 ATR là 9.89 mà 10 thì nó nhỏ hơn 10%. Thì cái nào nhỏ hơn, cái nào đến trước thì chúng ta lấy cái đó. Thì mình sẽ lấy 9.89% cho cái SL của cái lệnh này nha các bạn. Rồi, đây là SL tối ưu mà cũng gọi là SL lớn nhất các bạn. SL lớn nhất mà chúng ta chấp nhận cho cái lệnh này, đó là cái khoản này. Rồi, cái rủi ro là 1% trên tài khoản. Đó, nó dựa vào cái đây các bạn này. Đây 10% và cái này là nó chưa đến 10%, 0.898, 989, đúng không ạ? Rồi, cái tiền mà chúng ta bỏ ra để chúng ta mua cái cổ phiếu này được cho phép với ứng với 10% là cái số này, đúng không ạ? Rồi, cái rủi ro dựa trên hai cái này chúng ta có được cái rủi ro. Có được cái điểm stop loss. Điểm stop loss này rất là đơn giản, giống nãy mình vừa giải thích. Chúng ta lấy từ cái điểm hỗ trợ xuống 0.5 ATR, chúng ta sẽ có cái stop loss. Rồi, sau khi có stop loss, chúng ta suy ra được cái vùng pivot zone. Và lúc đó chúng ta căn để chúng ta vào được pivot. Và trong ngày hôm nay mình đã hoàn toàn vào được pivot ở đâu đó 54.7 các bạn. Rất là tuyệt vời một cái điểm pivot mà khi mình thấy được rằng nó rớt vào cái vùng pivot zone, mình mua ngay. Bởi vì khối lượng nó ok rồi. Mẫu hình ok rồi, tất cả mọi thứ mình đã kiểm tra rồi. Đó, và mình đã cũng có sharing trong cái nhóm của mình thấy được rằng là nó rất là ok rồi các bạn. Và mình đã vào được một cái lệnh ở đâu đó đây 54.7 các bạn. Kết thúc phiên thì mình đâu đó có được 3.1% lợi nhuận rồi. Và với một cái hệ thống quản trị rất là chặt chúng mình, cái việc mà có được lợi nhuận sớm các bạn, nó sẽ rất dễ đưa mình vào cái trạng thái đó là chỉ có hòa và thắng. Đó, và khi mà đưa vào trạng thái đó, tâm lý thoải mái, tất cả mọi thứ thoải mái, và chúng ta sẽ hướng đến có một cái cổ phiếu leader với cổ phiếu như thế này nha các bạn.
Rồi, chúng ta sẽ cùng xét các yếu tố khác. Chúng ta có entry đúng không ạ? Chúng ta vào được entry rồi, dựa trên tất cả những cái điều mà chúng ta chuẩn bị ở phía trước đây. Đó, chúng ta có cái ngày mà chúng ta vào entry là ngày hôm nay. Rồi, giờ mình sẽ set up cái size, gọi là chúng ta sẽ mua bao nhiêu cổ phiếu. Mua bao nhiêu cổ phiếu với tất cả các cái thông tin phía trước đây. Với số vốn chúng ta dành cho này, với cái điểm entry mà chúng ta đã có này. Đó, với tất cả những với stop loss đó thì chúng ta mua với khối lượng bao nhiêu. Đó thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lấy, nó sẽ có bắt các bước như thế này các bạn. Các bạn lấy cái số tiền mà các bạn chia ra đúng không ạ? Các bạn chia cho cái điểm entry của các bạn thì các bạn có được ngay, đó là cái size. Nhưng cái size này chưa phải size cuối cùng. Cái thứ hai đó, mình có một cái quy đổi, đó là mình quy đổi từ cái stop loss ra, từ cái size này nó ra dựa vào cái ATR các bạn hiểu cái stop loss ấy. Mình lấy là 10%, nếu mà 10% thì mình sẽ lấy 223 luôn. Đó, tuy nhiên với cái stop loss mà dưới 10% thì mình có sự quy đổi, và cái sự quy đổi của cái lệnh này nó không có nhiều, bởi vì nó là 9.89 với 10%, nó không chênh lệch nhiều. Đó, nó sẽ có một quy đổi như thế này các bạn. Thì đây cũng chưa phải là con số cuối cùng, vẫn chưa phải stop cuối cùng. Đó, và sau khi mà chúng ta chọn được cái stop real, real ở đây nó đơn giản thôi các bạn làm tròn được cái con số mà bên này các bạn này. Các bạn có con số bên này các bạn đã xác định được rồi đúng không ạ? Nó có stop định hướng này là 51.143 đúng không ạ? Các bạn lấy làm tròn lại 51.2 cho mình. Đó, theo cái cách mà giao dịch trên thị trường rồi các bạn làm tròn lại con số này thì các bạn có được cái phần trăm stop loss của các bạn ứng với cái điểm entry, nó không phải là 9.89 đâu các bạn, mà nó chỉ có 6.4 thôi. Và cái này là cái stop loss tối ưu các bạn nhá, từ cái điểm entry của các bạn này nó xuống cái stop tối ưu đây nó chỉ có 6.89 mà thôi. Và chính vì cái lẽ đó cho nên bản thân mình có một cái sự điều chỉnh, đó có nghĩa là mình nhân chéo thôi, mình lấy thay vì mình ứng với 10% thì mình giờ mình ứng với 6.4%, và từ đó mình ra được cái khối lượng mà bản thân mình sử dụng cho cái lệnh này là 53.53. Và chúng ta lấy bội số của 100 thì mình sẽ lựa chọn con số 300 thay vì con số 400. Đó, bởi vì nó cũng sử dụng hơn 10% cái tài khoản rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ phải chi ra 16 triệu 400 nghìn 100 410 nghìn và ứng với 13.43% tài khoản mà mình đang giả định như thế này đúng không ạ? Và chúng ta chỉ chịu rủi ro là đâu đó 1 triệu 50 nghìn thôi các bạn, và ứng với cái mức rủi ro là trừ 0.86% đúng không ạ? Cái này chúng ta đã chi ra nhiều hơn 10%, tuy nhiên cái rủi ro mà chúng ta phải chịu nó ít hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta đã mua được tại một cái vị trí hợp lý và chúng ta đã có một cái SL tối ưu là ở đây, nó chỉ có phải chịu đâu đó 6.4% mà thôi. Khi mà quy ra thì chúng ta chỉ chịu rủi ro cho cái lệnh này trên cho tài khoản là 0.86% đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có được một cái private setup, chúng ta lưu cái biểu đồ này lại đó, để sau này chúng ta có dữ liệu để chúng ta tiếp tục rèn luyện, chúng ta phân tích và chúng ta có thêm các cái lệnh phía sau nữa đúng không ạ? Và đây là một cái setup rất là hài lòng của bản thân mình trong cái ngày hôm nay. Và tất cả mọi thứ này nó đều dựa trên một cái hệ thống mà bản thân mình đã xây dựng một cách hoàn chỉnh rồi các bạn. Đó, mình đã thực hiện những cái khóa đào tạo và những cái bạn ở trong cái khóa đó các bạn có cái sự nhiệt huyết lắm các bạn. Đó, học gì đó không biết chán rồi, có sự luyện tập liên tục, bởi vì khi mình chia sẻ các bạn thấy ngay được, các bạn trong nhóm ấy, trong cái khóa, và thấy ngay được rằng à đây là một cái gọi là một cái hệ thống nó hoàn chỉnh và nó phù hợp với nhà đầu tư cá nhân các bạn. Các bạn có thể kiểm soát được bất kỳ cái khâu nào trong cái hệ thống này, bất kỳ khâu nào các bạn có thể kiểm soát được hết bất kỳ khâu nào, ngoài cái việc mà cho tới khi mà chúng ta set up cái entry này rồi thì sau đó tất cả mọi thứ nó phải đưa vào hệ thống hết. Chúng ta giả định rằng là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trên thị trường, cũng không biết cổ phiếu tăng hay giảm, nhưng mà chúng ta có kế hoạch cho tăng và giảm và tất cả mọi thứ ở trong đó. Tất nhiên là không hoàn toàn, tuy nhiên chúng ta sẽ làm kế hoạch tốt nhất ở trong cái vùng đó. Đó, và trong cái khóa đào tạo của mình thì mình chia sẻ rất là chi tiết các bạn đầy đủ tất cả các yếu tố để cho các bạn có khả năng vận hành một cái hệ thống nó như thế nào, set up và vận hành một cái hệ thống cũng như là luyện tập theo hệ thống. Đó, chúng ta là nhà đầu tư cá nhân với một cái nguồn lực có hạn cho nên chúng ta cần phải tập trung vào một cái zone, mà ở cái zone đó chúng ta luyện tập một cách thành thạo, chúng ta có lợi thế ở trong cái zone đó đúng không ạ? Chứ không thể nào mà chúng ta cứ đi theo cái lợi thế của những nhà đầu tư tổ chức hay những người khác đó, họ giỏi về vĩ mô, họ có thể theo vĩ mô
Đó, họ giỏi về báo cáo phân tích tài chính này kia, họ có thể theo cái điều đó. Tuy nhiên, đây là một cái hệ thống mà bản thân mình set up cho các nhà đầu tư cá nhân. Đó, và nó hoàn toàn phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân. Và các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được và sử dụng tốt cái hệ thống này các bạn. Tất cả mọi thứ như mình đi chia sẻ các bạn, nó đều dựa trên các nguyên tắc rất là rõ ràng. Đó, và sắp tới mình có thêm một cái khóa tiếp theo, nó dựa trên cái sự thành công của khóa đầu tiên các bạn. Cái khóa đầu tiên mà nó có sự thành công mà ngoài cái sự mong đợi của mình các bạn. Có rất là nhiều bạn trong cái khóa đầu tiên này cũng hy vọng có thể các bạn có thể choi lại được khóa thứ hai các bạn. Các bạn muốn nghe thêm, muốn nghe thêm để cho nó ngấm hơn. Cái khóa đầu tiên, khóa thứ hai nó như nhau các bạn, nội dung nó như nhau, nhưng mà các bạn này bạn vẫn muốn là có thể choi thêm vào cái khóa thứ hai đó, thì điều đó thể hiện được rằng là cái khóa học này tuy là nó mới đâu đó tới 6 buổi thôi, nhưng mà nó có sự thành công trong đó. Đó, và mình luôn có sự ưu đãi cho những các bạn mà tham gia cái khóa 1, khóa 2, khóa 3 các bạn. Sau 3 khóa thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ hoàn thiện hơn cái hệ thống, cũng như là tự động hóa, tối ưu hóa và tập trung vào leadership profile để cho bản thân mình có thêm được những cái sự tối ưu cho hệ thống. Và 3 khóa này mình sẽ có sự hướng dẫn và khắt khe rất là kỹ. Đó, và có thể là cùng mình giao dịch trên thị trường và có với sự gọi là hỗ trợ rất là đắc lực của mình. Đó, một người rất là am hiểu hệ thống, xây dựng hệ thống, và nó như là một mình sinh ra cái hệ thống này các bạn, và am hiểu tất cả các góc cạnh trong hệ thống này. Đó, và mình chia sẻ các bạn, ngoài cái việc trên kênh thì nó có khóa đào tạo rất là đầy đủ các bạn nhé, thì có thêm cái option để cho bạn. Còn bạn nào mà ở đây các bạn có thể hiểu được rồi thì các bạn cứ theo những cái video của mình này các bạn, các bạn copy rồi các bạn tìm những cái tư duy hay, các bạn bổ sung cho cái tư duy của các bạn và hệ thống của các bạn, nó rất là tốt thôi. Đó, và nếu các bạn làm được điều đó thì rất là tuyệt vời. Đó, mình xin kết thúc cái video tại đây, một cái video mà mình chia sẻ về cách mà setup cái cổ phiếu VGC, một cái setup rất là tuyệt vời. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tới đây, và nếu các bạn thấy được video này có giá trị, hãy tương tác các bạn, nó không mất thời gian của các bạn này kia gì nhiều đâu. Hãy tương tác giúp mình, hãy like, hãy share, hãy để lại những comment thắc mắc, những cái lời động viên để cho bản thân mình có thể tiếp tục làm những cái video mà nó như thế này. Đó, để mà chia sẻ đến hơn với cộng đồng, cho nhiều nhà đầu tư cá nhân có cái nền tảng khi mà vào thị trường hơn, hay thay vì cứ phải đi lần mò và thất bại này đến thất bại khác. Đó, mình cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.